Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy X thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình hướng Nam Đông Nam, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế cũng như xây dựng theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng kính cường lực 10 ly và tay vịn được làm bằng inox. Và khu vực mặt tiền căn nhà mình cũng được các chị nhà trồng cho mình rất là nhiều những mảng cây xanh trang trí bên ngoài, cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và với căn nhà nằm trên một con hẻm thông, một con hẻm rộng lên đến 8m, hai bên có vỉa hè và là khu nhà lầu đồng bộ. Khu này thì mình có tầm cỡ khoảng gần 100 căn. Và đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà cũng như là khu nhà lầu. Trong khu này thì mình sẽ có 3 dãy nhà lầu được xây dựng rất là đẹp và với con đường ở phía trước căn nhà rất là rộng, và đặc biệt căn nhà mình nằm sát với lại ngã ba, thuận tiện để khách hàng di chuyển cũng như quay đầu xe hơi xe tải rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà về một trong những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phan Huy X, thông qua trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp này. Và căn nhà mình nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và sát bên là phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng độ 1m để mình để giày dép, như di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh phía ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Kế tiếp mình có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có khoảng sân khoảng hơn 2m để mình để xe gắn máy. Và khoảng sân này thì hai bên tường cũng được các chị nhà ốp gạch đá cũng như gắn cho mình có một cái tủ để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara để xe hơi căn nhà thì mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh phía bên trong được làm bằng nhôm xuyên pha kính cường lực 10 ly với ba lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 và được các chịu nhà đổ bê tông rất là kiên cố và chắc chắn để mình có thể để xe hơi cũng như xe gắn máy vào bên trong rất là rộng rãi và thoải mái. Với sàn nhà được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được các chịu nhà ốp gạch đá 60 cao lên 1m2 và được ốp kín tường rất là sạch sẽ và rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp và lung linh. Với căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tầng lửng ngược thì phía bên ngoài sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực gara để xe ở dưới trệt của căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt, và phòng bếp thì đã được các chị nhà di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà chính chủ xây ở rất là đẹp và rất là kiên cố cũng như rất là chắc chắn. Và bây giờ anh chị chuyển công tác về Hà Nội cho nên chị nhường lại cho khách hàng cũng như để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà. Và chỉ với giá 11.480.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được các chị nhà sắm full nội thất tặng kèm rất là cao cấp. Đây là khu vực bên trong không gian phòng khách căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và tivi tặng kèm. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng giếng trời rộng lên đến 4m và bề ngang lên đến 4m2 và chiều rộng thì khoảng 1m để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng phòng khách cũng như là khu vực không gian giếng trời của căn nhà, như một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và một căn nhà chính chủ xây ở rất là kiên cố và chắc chắn. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thế nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đăng thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đốt hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và anh chị mình mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà được
thiết kế cũng là chính chủ xây ở với nội thất rất là cao cấp và rất là đẹp. Với căn nhà thì thiết kế tầng lửng ngược, thì phòng khách anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà, và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên khu vực tầng lửng căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với cầu thang căn nhà được sử dụng bằng chất liệu đá rất là đẹp, với hệ thống đèn chiếu sáng mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực cầu thang của căn nhà, cầu thang di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực không gian phòng khách căn nhà, không gian khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với căn nhà được thiết kế phòng bếp lên trên phía trên tầng lửng, cho nên là rất là rộng rãi và thoáng mát. Bên trong thì mình có đầy đủ nội thất tặng kèm, và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được các chủ nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này mình có khoảng độ gần 100 căn và đã xây dựng xong hết rồi, và hình thành một khu dân cư mới, khu nhà lầu rất là đẹp, nằm sát với lại trục đường Phan Huy Ích thông sang trục đường Phạm Văn Bạch, thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với một căn nhà cũng như là một ngôi nhà được anh chị chủ nhà xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, một căn nhà chính chủ xây ở rất là đẹp và đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và bây giờ anh chị chủ nhà cần chuyển công tác về Hà Nội, cho nên là anh chị sẽ nhường lại ngôi nhà này để cho quý nhà đang có nhu cầu như đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà đẹp, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và là nằm trên con hẻm thông rộng lên đến 8 mét, và sát với lại công viên của khu đất phân lô rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau căn nhà, đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi chọn lọc rất là đẹp, và bên trong không gian phòng ngủ thì được các anh chị nhà sắm nội thất tặng kèm. Mình có 4 phòng ngủ thì được các anh chị nhà sắm nội thất 3 phòng tặng kèm lại cho khách hàng. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình được đóng với chất liệu nội thất mới, và anh chị mới có sử dụng một cái giường ở phía trước thôi, thế là nội thất bên trong đang còn rất là mới, gần như là 100%. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong khi khách hàng mua căn nhà này. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Mỗi lầu thì mình sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, sử dụng rất là thuận tiện và rất là thoáng mát. Với hệ thống cầu thang căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu đá nhập khẩu rất là đẹp, và lan can thì được làm bằng sắt cũng như tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ sồi chọn lọc. Di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình thì phòng ngủ phía trước này thì anh chị đã sử dụng được khoảng mấy tháng rồi, và bây giờ thì cũng đang còn rất là mới, cho nên là khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng, chỉ với giá 11 tỷ 480 triệu đồng. Còn thương lượng thì khách hàng nhân viên liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Với một căn nhà đẹp, chính chủ xây ở rất là kiên cố và chắc chắn, và bây giờ anh chị chuyển công tác về Hà Nội, cho nên là cần bán gấp, chỉ với giá 11 tỷ 480 triệu đồng. Còn thương lượng mà khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đã có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 18m, và được anh chị nhà xây dựng cũng như là đúc kiên cố tới 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì có tới 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ đặt và sân thượng trước sau. Hướng chính căn nhà mình là hướng đông nam, một nhà hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và với căn nhà nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thì thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh hoặc là con đường Quang Trung rất là thuận tiện. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm khoảng 20 đến 25 phút, và mình về sân bay thì tầm khoảng 10-15 phút. Với căn nhà nằm tại hướng Tây của cổng sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, trục đường Phạm Văn Bạch cũng như là trục đường Tân Sơn, thì thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty rất là tuyệt vời. Với căn nhà được thiết kế có
Tới 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Sẽ có 4 phòng ngủ được thiết kế na ná giống nhau và được các chủ nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Chủ nhà mua căn nhà này, một căn nhà chính chủ xây ở và đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Cho nên là khi chủ nhà mua căn nhà này, toàn bộ nội thất bên trong sẽ được các chủ nhà để lại hết chủ nhà. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên là khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng phía trước và sân thượng phía sau căn nhà. Thì khu vực phía bên trên này anh chị đang thờ cúng phía bên dưới, cho nên là bên trên này anh chị đang để trống. Và đây là khu vực không gian để gia đình mình nếu sử dụng hết 4 phòng thì phòng thờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên này, thì mình sẽ gắn thêm một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài. Thì mình sẽ có một cái phòng thờ ở bên trong và bên trên cũng được các chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, cũng như phía dưới cũng được ốp cho mình có những cái mảng tre tự nhiên rất là đẹp. Và phía trước mình có khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng như là phơi đồ và trồng cây. Trong khu này thì nhà đất Hoàng Tý nó có một số căn nhà muốn gửi đến khách hàng, với những căn nhà được thiết kế có thang máy và không có thang máy. Có thang máy thì giá cao hơn một chút, cũng tầm cỡ khoảng độ 11 tỷ 800 triệu đồng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có thang máy. Và khu này thì đang có ba mệnh giá khác nhau, chỉ với giá từ 8 tỷ 500 triệu đồng đến 14 tỷ là quý nhà đã sở hữu cho mình một trong nhà những căn nhà được thiết kế có thang máy, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực sân sau căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Khu vực sân sau cũng được anh chị ở nhà thiết kế. Mình có cầu thang để đi lên trên mái, như là khu vực không gian phòng giặt phía sau căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.